Chào mừng quý bà con cô bác đã đến với kênh xe cũ của Khiêm Toyota Tân Cảng. Hôm nay thì bên Khiêm đã tiến hành làm đẹp xong một mẫu xe Toyota Rush đời 2021 nha quý vị. Đây, đây là tổng thể của em nó ha, màu trắng. Dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, và dòng xe này thì đứng tên cá nhân tại Đồng Nai nha quý vị. Đó, màu trắng ha. Xe thì quý vị thấy là tổng thể còn rất là liền ha. Nè, cặp đàn nè. Đó. Và cái mẫu xe Rush này á, hiện tại chỉ chạy có 22.000 km thôi quý vị. Nè, hệ thống đèn này còn rất là mới nè. Kết hợp với đó là hệ thống camera dè ha. Ở dưới là có hệ thống cảm biến rồi ha. Đó. Đây, tổng thể của mẫu xe này đây. Đó. Màu trắng nha quý vị. Đó. Đây, quý vị thấy không? Nhìn xe rất là liền ha. Đó. Đây, đây là vỏ nè. Xe của mẫu xe chạy 22.000 km nè quý vị. Đây, tuần thứ 23 của năm 2021 ha. Bộ mâm đây ha. Đây, nè, quý vị nhìn bên trong này, xe đã được trang bị ghế da rồi nè. Đó, đây, nội thất bên trong này, này quý vị nhìn thấy cái trần xe này, còn rất là mới ha. Đó, quý vị thấy không? 2021 chạy 22.000 km. Và hiện tại thì đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá là 666 triệu đồng nè quý vị, cho một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo ha. Đây, hệ thống nút bấm nè quý vị này, còn rất là mới nè. Đầu đây là đầu Android luôn nè quý vị. Nó kết hợp để mình sử dụng rất là nhiều chức năng ha. Cửa này nó đóng cũng rất là chắc chắn. Đây, 666 triệu đồng thì quý vị có thể sở hữu mẫu xe Toyota Rush đời 2021 chạy 22.000 km, mang biển số tại Đồng Nai nha quý vị.